Triệu Lệ Dĩnh đã có người yêu mới, đàn trai đẹp không kém Lâm Canh Tân. Sau gần 20 năm đóng phim, Triệu Lệ Dĩnh đã được xếp vào hàng ngũ sao thực lực của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. So với các tiểu hoa cùng lứa như Dương Mịch hay Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh nhỉnh hơn đồng nghiệp về số lượng tác phẩm đại nữ chủ, về năng lực gánh phim cũng khó ai sánh bằng. Sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ là vậy, song Triệu Lệ Dĩnh lại có đường tình duyên khá lận đận. Cô yêu và kết hôn với Phùng Thiệu Phong sau màn hợp tác trong Minh Lan Truyện, nhưng cả hai đã sớm đường ai nấy đi gây tiếc nuối. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ vướng tin đồn đã có người yêu mới, sau khi một bức ảnh hiếm của cô ở trường quay được lan truyền rộng khắp. Theo đó, cư dân mạng vừa truyền tay nhau ảnh chụp chung của Triệu Lệ Dĩnh và diễn viên Trương Duệ, kèm theo đó là một thông tin đáng chú ý. Cụ thể, Trương Duệ từng bất ngờ ập đến trường quay để ủng hộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh. Đáng chú ý, cả hai còn dành thời gian để chụp ảnh thân mật cùng nhau. Trong bức ảnh hiếm hoi được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh và Trương Duệ tạo dáng đồng điệu, cả hai gây ấn tượng bởi vẻ ngoài tươi tắn và tích cực, trong khi Triệu Lệ Dĩnh nổi bật trong trang phục cổ trang màu tím, thì Trương Duệ lại cực kỳ phong độ khi diện áo sơ mi trắng đơn giản. Khoảnh khắc thân thiết giữa Triệu Lệ Dĩnh và đồng nghiệp nam làm dấy lên tin đồn hẹn hò của cả hai. Giữa tâm bão, Triệu Lệ Dĩnh và Trương Duệ vẫn chưa lên tiếng đính chính, khiến netizen càng thêm đứng ngồi không yên. Tại phần bình luận, nhiều người cho rằng nếu Triệu Lệ Dĩnh đã thực sự tìm được tình yêu đích thực thì cũng nên chúc phúc cho cô. Sau cuộc hôn nhân ồn ào với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh chưa tìm được bến đỗ mới. Dù cô liên tục được đẩy thuyền với bạn diễn Lâm Canh Tân là sao nam được kết đôi nhiệt tình với nàng tiểu hoa thời gian qua, tuy nhiên cả hai vẫn giữ mối quan hệ ở mức bạn bè. Ở tuổi 36, Triệu Lệ Dĩnh có sự nghiệp rực rỡ, cô bỏ túi nhiều tác phẩm để đời như Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Hiện tại, nữ diễn viên đang làm mưa làm gió với Lâm Canh Tân trong phim cổ trang Giữ Phượng Hành. Phim vừa lên sóng đã thu về thành tích đáng nể, nội dung phim và diễn xuất của dàn cast được đánh giá cao. Phim Hoa Gian Lệnh cứu sự nghiệp của Cúc Tịnh Y. Phim Hoa Gian Lệnh trở mình thành công. Vượt Liệt Diễm do Nhậm Gia Luân đóng chính, Hoa Gian Lệnh trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ có lượt xem mở màn tốt nhất năm 2024. Tại Trung Quốc, phim đứng đầu bảng xếp hạng phim chiếu mạng Linh Cây 82.93 điểm, top 5 Datawin với 2.028. Vai diễn Thượng Quan Chỉ và Dương Thái Vi của Cúc Tịnh Y đứng top 5 chỉ số nhân vật Linh Cây. Theo số liệu ngày 25 tháng 3, trên Vân Hợp, phim Hoa Gian Lệnh đạt 38.16 triệu lượt xem. Ngày 24 tháng 3, ca khúc chủ đề do Châu Thâm trình bày nhanh chóng vào các bảng xếp hạng uy tín. Đặc biệt, tất cả chủ đề trên Du Bang trong ngày 21 và ngày 22 tháng 3 đều liên quan đến Trịnh Huệ hợp tử, Cúc Tịnh Y và Lưu Học Nghĩa của phim Hoa Gian Lệnh. Youku cũng chứng nhận phim Hoa Gian Lệnh vượt qua mốc 10.000 điểm nhiệt và trở thành bộ phim phá 10.000 điểm nhiệt nhanh nhất của Youku trong năm 2024. Sau một ngày lên sóng, phim nhanh chóng đạt top 1 danh sách phim truyền hình ăn khách của Weibo, lọt top 2 danh sách phim truyền hình ăn khách của Douyin. Hiện tại, phim Hoa Gian Lệnh đã có hơn 1.000 từ khóa tìm kiếm nóng trên mạng, chứng tỏ là một trong những siêu phẩm nổi bật của năm 2024. Trên Weibo, phim đang đứng thứ 50 trong danh sách tìm kiếm nóng, có 3,2 tỷ lượt đọc, hơn 12,9 triệu lượt thảo luận, 31,7 triệu lượt tương tác, tính đến ngày 25 tháng 3. Cúc Tịnh Y nỗ lực diễn xuất. Hoa Gian Lệnh gây hứng thú và tò mò cho người xem từ những tập phim đầu tiên. Trong tập 1, nam nữ chính đã phải đối mặt với vụ thảm án diệt môn chính mạng người, sau đó là hàng loạt những tội ác khác lật mở, tuy nhiều tình tiết táo bạo. Nhưng phim vẫn khéo léo lồng ghép những phân cảnh tình cảm. Đảm nhận vai ác nữ Thượng Quan Chỉ và hiền nữ Dương Thái Vi, Cúc Tịnh Y được đánh giá có sự nỗ lực lớn để nhập vai. Một bên là phản diện điên tình, lạnh lùng và tàn nhẫn, một bên thiện lương, ngọt ngào và lanh lợi. Biểu cảm của mỹ nhân sinh năm 1994 được đánh giá tốt hơn so với bộ phim trước đây. Có thể nói, phim Hoa Gian Lệnh là bước đột phá về khả năng diễn xuất của mỹ nữ 4.000 năm có một Cúc Tịnh Y. Bên cạnh Cúc Tịnh Y, Trịnh Hợp Huệ Tử, người đảm nhận vai Dương Thái Vi trước khi đổi dung nhan, cũng được nhiều mọc phim đánh giá tích cực. Nam chính Lưu Học Nghĩa cũng nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm. Anh chinh phục khán giả bởi diễn xuất linh hoạt, Lưu Học Nghĩa thành công tạo phản ứng hóa học với cả nữ chính Cúc Tịnh Y và nữ phụ Trịnh Hợp Huệ Tử. Trước khi bùng nổ với phim Hoa Gian Lệnh, Lưu Học Nghĩa chỉ lẩn quẩn ở các vai phụ và vai khách mời, dù gia nhập làng giải trí hơn 10 năm. Chị gái Bạch Lộc khoe tạo hình nhà Thanh, đẹp thế nào mà lấn át Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi.
2023 là năm của loạt vai phụ với những màn bùng nổ, khiến công chúng ngỡ ngàng, trong đó, chắc chắn không thể không nhắc tới cái tên Trần Đô Linh. Sau khi bùng nổ với vai phụ Thiên Hoang trong Trường Nguyệt Tẩn Minh, nàng Tiểu Hoa tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi khi đóng phụ trong loạt phim cổ trang khác như Liên Hoa Lâu, Vân Chi Vũ, Nhất Niệm Quang Sơn. Sở hữu vẻ đẹp mong manh dịu dàng, Trần Đô Linh được nhận xét là rất hợp với các tạo hình cổ trang. Mới đây nhất, cô nàng lại lần nữa gây sốt cộng đồng mạng khi tung ra bộ ảnh tạo hình thời nhà Thanh cực xuất sắc của mình, nhan sắc trong veo của chị gái Bạch Lộc, khiến dân tình ngay lập tức đề nghị cô nàng nên đóng một bộ phim về thời nhà Thanh. Tạo hình thời nhà Thanh quá xuất sắc của Trần Đô Linh đã được đem ra so sánh với Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi. Trước đó ở Tân Hoàng Châu Cách Cách, Triệu Lệ Dĩnh được công chúng yêu mến với loạt tạo hình thời nhà Thanh vừa đáng yêu, ngọt ngào lại rất dịu dàng. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi dù chưa từng đóng phim về đề tài Thanh Triều, nhưng đã được fan photoshop cho một bộ ảnh tạo hình này cực xuất sắc. Có ý kiến bày tỏ, với lợi thế vẻ đẹp hài hòa, Trần Đô Linh hoàn toàn áp đảo Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong tạo hình thời nhà Thanh. Thế nhưng cũng có nhiều người cho rằng, cả ba mỹ nhân này đều đẹp xuất sắc và nên đóng phim về Thanh Triều nhiều hơn nữa. Nhờ loạt vai phụ bùng nổ, năm 2023, Trần Đô Linh đã được Quách Kính Minh chọn vào vai nữ chính trong Đại Mộng Quy Ly đóng cùng Hầu Minh Hạo. Ngoài ra có nguồn tin cho biết, cô nàng sắp trở thành nữ chính của Quý Nữ. Lộ ảnh Triệu Lộ Tư đứng mếu máo giữa đám đông, vòng hai lùng lùng của người đẹp gây chú ý. Những năm gần đây, Triệu Lộ Tư liên tục nhận về thành công trong công việc diễn xuất. Từ một nữ phụ mờ nhạt, cô từng bước chứng minh thực lực, được giao nhiều vai chính, trong đó có cả kịch bản đại nữ chủ. Sau phim cổ trang Thần Ẩn, cô đang tham gia ghi hình cho phim Rèm Ngọc Châu Sa, được kỳ vọng sẽ thắng lớn sau khi ra mắt. Giữa lúc khán giả đang chờ tin tốt từ Triệu Lộ Tư, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một bức ảnh lạ của cô. Bên cạnh biểu cảm lạ của người đẹp họ Triệu, vòng hai khác thường của cô cũng khiến dân tình bùng nổ tranh luận. Cụ thể, trong bức ảnh được lan truyền, Triệu Lộ Tư mặc trang phục cổ trang màu xanh nhạt phối tím, có vẻ như thời tiết khá lạnh, nên người đẹp phải khoác thêm một chiếc áo ấm màu xám đen. Sự kiện mà Triệu Lộ Tư đang tham gia có khá đông khách mời tham dự, trong đó có cả người hâm mộ của cô. Nữ diễn viên gây chú ý với trạng thái tích cực, liên tục vẫy tay chào khán giả. Khi đang giao lưu với fan, Triệu Lộ Tư bất ngờ nước mắt lưng tròng, gương mặt mếu máo gây xót xa. Nhiều người có mặt tại sự kiện tiết lộ, nữ diễn viên đã không kìm được xúc động khi nghe những lời động viên mà fan dành cho mình. Được biết thời điểm đó, Triệu Lộ Tư liên tục bị body shaming bởi ngoại hình mũm mĩm, thể trạng dễ tăng cân. Do đó, fan đã đồng loạt khen ngợi vóc dáng của cô, động viên người đẹp hãy tự tin vào vẻ đẹp của mình. Bên cạnh biểu cảm đặc biệt của Triệu Lộ Tư, netizen còn chú ý đến vòng hai khác lạ, kém thon thả của cô nàng. Về điều này, phần đông khán giả nhận thấy, chính hiệu ứng từ trang phục cổ trang đang mặc đã khiến nữ diễn viên trông tròn trịa hơn bình thường. Tuy nhiên, không ít ý kiến nghi ngờ Triệu Lộ Tư đã có tin vui, song đây chỉ là suy đoán mà thôi. Cao Viên Viên từng là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của nhiều đồng nghiệp. Cao Viên Viên sinh năm 1979, được biết đến với vai Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, sau đó nổi tiếng qua nhiều phim như Tình Yêu Chốn Thị Thành, Chúng Ta Kết Hôn Đi, Tân Thiên Long Bát Bộ. Năm 2023, trang Hupu chuyên dành cho nam giới công bố top 10 mỹ nhân được khao khát nhất, trong đó Cao Viên Viên đứng hạng 2 chỉ sau Lưu Diệc Phi. Đó còn là thời điểm Cao Viên Viên đã gần như rút lui khỏi showbiz từ lâu, nhưng vẫn là tượng đài nhan sắc khó quên trong lòng khán giả. Tuy nhiên trong khoảng thời gian diễn xuất, Cao Viên Viên đã để bản thân dính phải hàng loạt scandal tình ái. Nữ diễn viên 4 lần dính phải ồn ào làm tiểu tam, trong đó 3 lần là từ việc đóng phim. Đầu tiên là trong dự án Không Tìm Được Hướng Bắc, Cao Viên Viên được đạo diễn Đằng Hoa Đào chọn vì vẻ ngoài xinh đẹp. Trong quá trình làm việc, cả hai nảy sinh tình cảm trên mức đồng nghiệp. Đáng nói, Đằng Hoa Đào khi ấy đã có bạn gái là nữ diễn viên Lưu Tư. Tin tức Cao Viên Viên làm tiểu tam bị phanh phui, khiến Lưu Tư lên thẳng phim trường. Khi nhìn thấy Cao Viên Viên, Lưu Tư đã chấp nhận bị phản bội và bỏ về. Cao Viên Viên tiếp tục dính scandal làm kẻ thứ ba khi hợp tác cùng Trương Á Đông trong một chương trình truyền hình và Hạ Vũ khi đóng chung phim Diễm Ngộ. Cao Viên Viên ở nhà Hạ Vũ 2 ngày và bị truyền thông đưa tin cô bị chỉ trích vì xen vào mối quan hệ của nam diễn viên và Viên Tuyền. Song, những cuộc tình của Cao Viên Viên đều khép lại chóng vánh. Năm 2013, Cao Viên Viên đóng phim Tìm Kiếm của Trần Khải Ca và cuối cùng tìm được ý trung nhân đời mình là Triệu Hữu Đình. Mỹ nhân họ Cao khi ấy lại tiếp tục trở thành kẻ thứ ba,
khi cướp Triệu Hữu Đình từ tay Trương Quân Ninh. Sau đó một năm, Cao Viên Viên và Triệu Hữu Đình kết hôn, có cuộc sống viên mãn đến hiện tại. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.